đứng ở đó nữa là tụi báo công an đó. Mày làm cái trò gì trong cái phòng của tao vậy? Hả? Ủa? Sao mày nói với tao đó? Mày đi công tác đó, tháng sau mày mới về mà. Tao đi mới có mấy ngày à. Mày dẫn trai về phòng như vậy, nếu như tao đi một tháng á, mày biến cái nhà tao thành cái động mại dâm đúng không? Không ai mở cửa gì ta? Ờ, anh tìm ai hả? Ê, đừng có nói em hàng mới nha. Anh tìm Xuân. Xuân có nhà không em? Đây là nhà của tôi, không phải của Xuân. Còn nếu như tìm Xuân á thì anh qua nhà tìm cổ đi. Chị, em nói là nhà của em. Đúng rồi. Thôi, bớt xạo sự đi. Đây là nhà của Xuân. Trời ơi, Xuân tiếp anh trên đây mấy lần rồi. Xuân còn dẫn anh lên phòng kìa. Hai đứa anh còn vui vẻ nhau nữa. Em nghĩ sao nói đây nhà em? Xạo hoài. Cái gì? Xuân dẫn anh vô trong đây vui vẻ hả? Đúng rồi. Quá xuất sắc. Mà công nhận nha, anh làm với em á, phải nói là nó ở một cái tầm cao khác. Em có nhà, có xe, có điều kiện. Nó khác hẳn với mấy đứa con gái ở bên ngoài đường luôn á. Đương nhiên là phải khác rồi. Em là hàng ngon, hàng sạch mà. Đâu phải là những cái thứ mà trôi nổi ngoài đường ai cũng muốn có đâu. Nhưng mà anh có một thắc mắc. Cái người như em á, có điều kiện hết mọi thứ, nhà, xe, tiền có đủ. Em làm không á, cũng có tiền tới cho em hưởng thụ mà. Mắc mới gì em làm nghề này. Ừ, thì đây cũng là một cách để em hưởng thụ rồi còn gì. Em chỉ làm vì đam mê thôi. Nhưng mà quy tắc của em á là không cho ai không thứ gì cả. Nãy giờ em làm anh chắc cũng hài lòng lắm hơn. Vậy thì phần thưởng của em đâu? Anh hiểu rồi, khỏi phải nhắc khéo anh. Có bao giờ anh quỵt tiền ai đâu. Tiền trao cháo múc mà. Tiền của em đây. Nếu như mà anh thấy thích đó, thì lần sau cứ tới nha. Em không ngại tiếp anh lần nữa đâu. Lần sau anh tới phục vụ với chu đáo hơn nha. Chắc chắn rồi. Anh thiếu 500 tiền khách sạn rồi. Cái gì? Ủa tiền khách sạn gì em? Cái này là làm tại nhà em luôn mà tiền khách sạn gì? Anh thì ở đâu cũng phải tốn tiền điện, tiền nước, tiền máy lạnh chứ. Đã vậy mỗi lần mình làm xong á, em còn phải đem mền gói đi giặt ủi nữa. Em lấy 500 á là hữu nghị lắm luôn. Bỏ tay em luôn. Vậy mà em nói làm gì đam mê. Nhưng mà thôi, anh nể tình em phục vụ anh rất là tốt. 500 đối với anh không thành vấn đề đâu. Anh đi nha. Hẹn gặp em bữa khác. Bye bye. Tính ra cũng dễ kiếm tiền dữ ta. Thôi, chỉ cần làm vài cuốc nữa là mình đủ mua iPhone 15 rồi. Trời ơi, đã lắm, hai đứa anh tò te tú tí đã lắm. Mà thôi không sao đâu, em là gà mới chứ gì. Nhìn cái tướng là anh biết ngon lành rồi. Nè, không thấy sẵn không có sừng ở nhà, hai đứa mình vô trong kia mình vui vẻ đi. Nhưng mà em yên tâm, anh sẽ trả cho em cái giá ngang ngửa với Xuân luôn. Không có thiệt thòi đâu. Tôi nói cho anh biết nha, đây là nhà của tôi, không có nhà của con Xuân nào hết. Anh mà lạng quạng ở đây á là tôi báo công an bắt anh vì cái tội xâm nhập gia cư bất hợp pháp. Anh tin không? Ê, bình tĩnh em bình tĩnh nha. Ủa, đây là nhà của em thiệt. Ê, anh không biết nha. Để chứng tỏ là con Xuân nó lừa anh rồi. Nó nói với anh là nó là tiểu thư con nhà giàu. Bà mẹ, vậy chắc nó nói vậy á là nó lấy giá cao anh rồi. Tao sẽ tìm mày, đừng để tao thấy mày như Xuân. Xin lỗi em nha. Thì ra nó dám lấy nhà mình để tiếp khách. Được. Kỳ này tao cho mày biết thế nào là Xuân này con không về. Mỗi lần tao về á, tao thấy mày giặt mền, giặt gối, nhà cửa gọn gàng sạch sẽ. Tao tưởng á, là mày thương tao, mày biết điều. Ai về mày dẫn trai về. Tại sao mày không dẫn ra khách sạn đi? Mày làm cái gì vậy? Hả? Tao chỉ kiếm tiền mua iPhone 15 mới ra thôi.
Nếu như mà tao đi khách sạn á, sẽ giá rất là thấp. Tao thì nghĩ á, là những thằng nó mê con gái nhà giàu nè, tiểu thư, cho nên nó làm mới được giá cao, nên tao mới dẫn vô nhà mày làm như vậy thôi. Mày nói được vậy luôn á hả? Đi ra khỏi nhà tao liền. Coi như tao không có đứa bạn như mày. Và tao sẽ nói cho ba má mày biết cái chuyện mày làm ở trên đây như thế nào. Chắc mà cần làm bạn với mày á.